oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Tụi nhỏ giờ nó vô tư ghê đó. Nó vô tư tới nỗi mà nó để hậu quả lại cho tôi gánh chịu mình tôi luôn. Nó tan nát đời qua của tôi rồi trời ơi. Em tới rồi hả? Nè. Cái gì vậy? Bánh bò chứ gì? Bánh bò hả? Sao đưa ra rồi giật lại rồi? Nè. Cảm ơn em nha. Em ngồi. Đừng giận nha. Hả? Ừ, đáng lẽ đến sớm lắm mà tại vì á đang chuẩn bị đi à, cái tự nhiên cái cậu Hải á với lại cô Liên đến chơi. Thôi không sao đâu, đợi cũng không có bao lâu đâu. Ngồi đi. Thì anh ngồi đi. Ngồi đi mà. Thì anh ngồi đi. Phụ nữ ngồi trước đi. Thôi ngồi đi. Không mệt quá, hai đứa ngồi được đi. À, vậy anh ngồi ha. Cảm ơn nghe anh nói rồi. Đã không có tiền rồi mua chi cho tốn kém. Em ăn đi. Để anh ăn đi. Nè thôi để ăn đi. Để anh ăn đi. Không sao đâu, em ăn đi. Để ăn đi. Thôi mệt quá, để lát hai đứa ăn đi. Lát hai đứa ăn nha. Ủa mà sau này anh không bán mà anh hẹn tôi ra đây làm chi vậy? Tại vì mình bán thuốc lá, cái người ta hút người ta có hại cho sức khỏe lắm, cho nên lâu lâu nghỉ một bữa cho không khí nó trong lành. Ôi, em không ngờ anh đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Chịu không nổi. Có gì đâu. Ủa mà anh giấu cái gì sau lưng vậy? Anh đâu có giấu gì đâu. Có mà. Không có gì hết trơn à. Có mà anh không có giấu gì hết á. Nói chuyện khác đi em, mình kiếm chuyện gì mình nói đi. Anh đưa tay cho tôi coi coi. Nè đâu có giấu gì đâu mà. Đây kia kìa. Nè đâu có gì đâu. Hai tay luôn. Nè không có gì hết á. Thấy chưa anh để... Trời ơi đúng rồi, nguyên một bó bông. Thiệt anh, tại sao anh lại làm như vậy? Tôi quá, tôi bực tóc. Đừng không, em đừng có bức cái bó bông này. Thật ra là anh mua anh tặng cho em á. Anh tặng cho tôi? Đúng rồi. Sao nãy giờ không nói sớm? Anh nghĩ sao vậy? Anh vừa phải thôi chứ. Tôi biết thân phận tôi là Usin, nhưng mà là Usin thì cũng là một con người vậy. Anh mà đã là con người thì phải hơn động vật, mà phải hơn luôn cả thực vật. Đằng này anh coi tôi không bằng con người nữa. Không phải đâu, không phải như ý em nghĩ đâu, em hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Anh có còn cái bông nào mà tàn tạ tệ bạc như vậy đưa tôi không? Anh làm như vậy anh coi được không? Anh còn cái trò gì mà sỉ nhục tôi, anh đem ra hết đi. Em hiểu lầm rồi, anh nói thiệt em hiểu lầm rồi. Ủa nhưng mà hồi nãy trước khi tới đây em có coi tuồng cổ không? Em mới coi xong. Thằng chi em sến dữ vậy? Không phải, em hiểu lầm mà em biết sao không? Hồi nãy là cái bó bông này nè, anh để ngay cái chỗ này nè. Đó xong rồi cái anh chạy lại gốc cây á, anh núp. Anh định là cho em tới đây, em thấy bó bông, em bất ngờ, bông đẹp quá. Nhưng mà tự nhiên có hai đứa nó chạy tới, cái nó gây lộn với nhau á. Xong rồi cái nó giận, cái nó lấy bó bông anh, nó bứt, xong cái nó làm lành với nhau. Thiệt, em không ngờ con người của anh. Không phải cái đó là mình giúp đỡ người ta mà. Đã gian dối. Hả? Mà còn không chớp mắt nữa. Không, anh nói thiệt. Tôi không còn tin đàn ông trên đời này nữa. Anh không có gian dối đâu, anh nói thiệt. Nếu không có gian dối, vậy hai cái đứa nhỏ đó đâu? Anh đem ra cho tôi coi đi. Anh nói vô tư lắm, em đã làm lành xong rồi cái nó gửi bó bông lại, nó nói là con cảm ơn chú, cái nó đi rồi. Anh nói gì mà anh coi chứ được hả? Anh nói thiệt. Tôi hiểu mà. Hả?
tôi tức quá mà. À, em được rồi. Em làm gì vậy? Tỳ ơi Tỳ. Hả? Mày chỉ là một con ô xin thôi. Tỳ nè Tỳ. Mày nghĩ đâu mà người ta nâng mày lớn như vậy? Không có Tỳ ơi. Tỳ là ô xin, Tỳ là cũng là bán thuốc lá dạo lề đường. Mình là Tỳ với Tỳ mà Tỳ. Nhưng mà ít ra ông còn được làm chủ bản thân, còn tôi chỉ là ô xin. Không sao. Tôi bị người ta sai khiến quen rồi. Thì đó hai thân phận bọt bèo của mình á, mình mới hiểu nhau, mình mới tới được với nhau mà. Anh sẽ hứa là kiếm một bó bông khác tặng cho em, không phải là ý anh vậy đâu. Tôi không tin nữa. Tôi không còn tin trên cõi đời này còn có đàn ông tốt nữa. Tôi sẽ bứt tóc. Ơi, em đừng có bứt tóc. Em bứt bông đi, em bứt bông đi. Đừng có bứt tóc. Không, tôi bứt tóc. Không, bứt bông tôi đi. Bứt tóc. Đừng mà, trời ơi. Dùng hết. Anh giữ tóc tôi hả? Giữ tay tôi hả? Anh giữ tay tôi. Tôi sẽ cắn lưỡi cho anh coi. Không, em đừng có cắn lưỡi. Nói nghe nè, em có cắn lưỡi anh đi nè. Không, tôi biết tôi chưa cạo lưỡi nhưng mà bà cứ cắn đi à. Mà đừng có la nữa mặt. Mấy cái đứa quỷ này té cái gì? Đi chỗ khác chơi đi con. Đi. Trong chỗ muốn dâng cái bỏ bông này lên cho hai bạc. Chúc phúc cho hai bạc được hạnh phúc trăm năm. Dạ. Dạ. Đây là cái vòng hoa mà chúng cháu muốn dâng lên cho bạc. Nè, bà thấy chưa? Đây nè, mấy đứa nhỏ này á, là mấy cái đứa mà tôi nói hồi nãy nó bứt bó bông của tôi á. Bây giờ tụi nó đem lại cho tôi nè, bà tính tôi chưa? Đó, nè, tôi tặng cho. Thấy chưa? Còn giận hờn nữa không? Ê, bà cảm ơn tụi con nhiều lắm không nha. Công nhận là bạc là diện xuất là số 1 luôn. Số 1 gì mày? Số 1. Vậy lúc này là cháu thấy bạc ôm hôn bạc gái giống như là hàng của cái... Bạc chưa con à. Bạc chưa con rồi nãy bạc đứng nhầm. Không có đấy. Bạc có liệu làm thôi. Chúng cháu là tình giả. Dạ. Còn bạc là tình thật. Ừ. Cháu là chỉ là giả bồ hôn thôi. Thì đó... nói chung là cái chiêu đó nó cũng khi là bác áp dụng được cái bác cỡ thôi. Thấy chưa, tôi nói bà rồi, những cái gì tôi nói là thiệt mà. Bây giờ cảm ơn mấy đứa nè. Ê, nói nghe nè. Dạ? Mấy đứa là sẵn có bánh bò nè, xuống ngồi ăn với hai bác cho nó vui đi. Dạ, ừ, nè. Cho mày ăn luôn đó bà. Ủa sao có thằng bệnh hoạn biến thái này nữa? Bệnh hoạn gì? Đây nè, thằng này nó bệnh lắm con ơi. Trời ơi, tụi con là sinh viên đang đi học ngành diễn xuất thôi. Dạ. Thiệt. Ủa là con cũng học diễn xuất à? Đúng đây rồi. Đây là học trò của cháu. Đây là học trò luôn hả? Học trò. Ủa trời ơi, cái thằng quỷ này nó diễn hay ghê nha. Hồi nãy nhìn nó như biến thái vậy. Vậy là cuối cùng là con không có biến thái hả? Không có. Trời ơi, đàng hoàng mà. Tính ra có mình tao tưởng tượng ra là tính ra tao biến thái hả? Thôi bậy, ăn bánh bò đi. Dạ. Ăn bánh bò đi. Ừ, ăn đi. Bà ăn bánh bò đi. Còn mình còn cái bịch không à? Bà ăn đi nè. Oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất.